Kinh Di Giáo. Khi Đức Phật Sakyamuni truyền pháp luân đầu tiên, Ngài độ tôn giả giải bổn tế. Lần thuyết pháp sau cùng, Ngài độ tôn giả thiện hiền. Những ai đáng độ, Ngài cũng đều độ xong. Khi sắp vào tịch diệt, Ngài nằm ở giữa hai cây sa la. Lúc bấy giờ là nửa đêm, tất cả đều lặng yên không một âm thanh. Lúc ấy Đức Phật lược giảng pháp yếu cho các đệ tử. Này các bích xu, sau khi ta diệt độ, các ông phải nên tôn trọng và chân kính biệt giải thoát. Nó như trong bóng tối gặp được ánh sáng, như kẻ nghèo được châu báu. Phải biết rằng nó tức là vị đại sư của các ông, và cũng y như chính ta trụ thế không khác. Phàm người chỉ giới thanh tịnh thì không được kinh doanh buôn bán, không được sở hữu nhà cửa ruộng vườn, lưu giữ nô tỳ hay chăn nuôi súc vật. Hết thảy các loại nông nghiệp và tiền tài, họ phải nên xa lánh như là tránh hầm lửa. Không nên cắt cỏ, chặt cây, khai khẩn đất đai, bào chế thuốc thang, xem tướng cát hung, xem tinh tú, xem tử vi hay xem bói. Tất cả những việc này đều không nên. Họ nên điều hòa thân thể, thọ thực đúng thời và sống thanh tịnh. Không nên tham dự chuyện thế tục hay làm sứ giả đại diện. Không nên dùng chú thuật, luyện tiên dược, kết giao với người quyền quý và thân cận với kẻ đê tiện. Với chính niệm và lòng ngay thẳng, người chỉ giới thanh tịnh hãy nên cầu độ thoát. Họ không nên che giấu lỗi lầm hay tỏ ra vẻ khác lạ để mê hoặc đại chúng. Đối với bốn sự cúng dường, họ phải biết giới hạn và biết đủ. Khi được phẩm vật cúng dường thì đừng nên cất giữ. Đây là phần tóm lược về tướng của chỉ giới. Giới là gốc của chính thuận giải thoát. Vì thế nó gọi là Pratimoksa. Do bởi nương theo những giới này, hành giả sẽ được sinh các thiền định và trí tuệ diệt khổ. Cho nên các bích xu, các ông hãy chỉ giới thanh tịnh và đừng khiến hủy phạm. Nếu ai có thể chỉ giới thanh tịnh, họ sẽ có khả năng được những pháp lành. Nếu không có tịnh giới, mọi công đức lành đều sẽ chẳng sinh. Vì vậy phải biết rằng giới là nơi trú an ổn đệ nhất của công đức. Này các bích xu, nếu đã có thể trụ nơi giới, các ông hãy chế ngự năm căn và đừng để chúng tùy ý lao vào năm dục. Đây ví như người chăn bò cầm roi canh giữ và không để chúng chạy loạn xạ mà phá hoại lúa của người. Nếu buông lung năm căn, không những năm dục trở thành vô bờ bến, mà chúng sẽ chẳng thể nào kiểm soát được. Đây cũng ví như con ngựa hung ác mà không có dây cương quản chế, nó sẽ kéo theo người cưỡi lọt xuống hố. Giả như gặp nạn cướp thì nỗi khổ ấy chỉ một đời, nhưng nếu bị giặc của năm căn làm hại thì tai ương dài lâu đến nhiều đời. Vì sự nguy hại nghiêm trọng của chúng, thế nên chẳng thể không cẩn thận. Bởi vậy mà người trí luôn kiểm soát năm căn của mình và không chạy theo chúng. Họ gìn giữ như mấy tên giặc và không để chúng tùy tiện tác quái. Giả như lơ là thả lòng, chẳng bao lâu họ sẽ bị chúng hủy diệt. Do bởi ông chủ của năm căn này chính là tâm, cho nên các ông phải khéo hàng phục tâm mình. Cái tâm quả là đáng sợ, nó còn hơn cả rắn độc, thú dữ, oán tặc hay lửa cháy dữ dội, không một thí dụ nào sánh bằng. Đây ví như có người trên tay cầm một hũ mật ong và đi một cách vội vã. Hắn chỉ để ý đến mật ong mà không thấy hố thẳm. Đây ví như voi điên không xiềng xích, hoặc như khỉ trên cây. Chúng chạy nhảy loạn xạ
khó mà quản thúc. Vì vậy, ta phải cấp tốc quản chế và đừng để chúng xong rồi tứ tung. Những ai phóng túng tâm này, họ sẽ mất đi mọi điều lành của nhân thế. Khi đã chế phục tâm này vào một nơi, thì không việc gì là chẳng thành. Cho nên các bích xu, các ông cần phải tinh tấn và hàng phục tâm mình. Này các bích xu, khi dùng thức ăn nước uống, các ông hãy xem như đang dùng thang dược. Dẫu ngon hay dở thì cũng chớ sinh lòng muốn thêm hoặc bớt. Hãy xem nó như phương thuốc để thân thể tiêu trừ đói khát. Như ong hút phấn hoa, nó chỉ hút phấn hoa mà không tổn hại đến sắc hương của hoa. Bích xu thì cũng vậy. Thọ nhận cúng dường từ người khác là để tiêu trừ khổ não của mình. Không được cầu mong quá nhiều và phá hoại lòng tốt của thí chủ. Đây ví như một người trí, vị ấy có thể ước tính được sức kéo của con bò. Như thế sẽ không vượt quá mức và cũng chẳng làm nó kiệt sức. Này các bích xu, ở ban ngày các ông hãy siêng tu tập pháp lành và chớ để thời gian trôi qua. Ở đầu và cuối đêm thì cũng chớ lười biếng. Ở giữa đêm thì tụng kinh để cho mình tỉnh táo. Đừng khiến nhân duyên của ham ngủ mà suốt cuộc đời không có điều gì chứng đắc. Các ông phải nhớ rằng ngọn lửa vô thường luôn thiêu đốt khắp thế gian. Cho nên hãy sớm cầu tự độ và chớ ham ngủ. Sạc phiền não luôn rình rập để giết người. Chúng còn nguy hiểm hơn kẻ thù. Thế thì làm sao có thể ngủ yên và không tự cảnh tỉnh? Rắn độc của phiền não đang ngủ ở trong tâm các ông. Nó như con rắn hổ mang màu đen đang ngủ ở trong phòng. Các ông phải dùng móc câu của chỉ giới để trừ bỏ nó ngay. Chỉ khi nào con rắn ngủ đã ra khỏi thì khi đó ta mới có thể ngủ yên. Những ai cứ mải mê lo ngủ mà không đuổi con rắn ra thì đó là người không biết hổ thẹn. Trong các sự trang nghiêm, y phục của hổ thẹn là tốt nhất. Hổ thẹn có thể ví như một cái móc câu sắt. Nó có thể kiềm chế con người làm việc phi pháp. Cho nên các ông phải luôn biết hổ thẹn và đừng khi nào tạm lãng quên. Nếu ai rời xa hổ thẹn, họ sẽ mất mọi công đức. Người biết hổ thẹn là người có pháp lành. Nếu người nào không biết hổ thẹn, họ với cầm thú chẳng khác là bao. Này các bích xu, giả như có người đến cắt xẻ thân thể các ông ra từng mảnh, các ông phải tự nhiếp tâm và đừng khiến mình khởi sinh sân hận. Các ông cũng nên giữ gìn lời nói và chớ thốt ra lời ác. Nếu phóng túng cái tâm sân hận, các ông sẽ tự mình chướng đạo và mất đi những lợi ích của công đức. Nhẫn là một đức tính mà ngay cả trì giới và khổ hạnh cũng không thể sánh bằng. Chỉ ai có khả năng thực hành nhẫn nhục thì mới có thể gọi là bậc đại nhân có sức mạnh. Nếu ai không thể vui vẻ nhẫn chịu cái độc từ mắng chửi mà xem nó như đang uống cam lộ thì họ không thể gọi là người đã vào đạo trí tuệ. Vì sao thế? Bởi sự gây hại của sân hận có thể phá tan mọi pháp lành, hủy hoại danh tiếng thơm và làm cho đời này cùng đời sau mọi người đều chẳng vui khi thấy người đó. Các ông nên biết rằng lòng sân hận còn hơn cả lửa dữ. Thế nên các ông cần phải luôn đề phòng và đừng để nó thừa cơ đột nhập. Trong tất cả thứ giặc cướp công đức, không thứ nào vượt hơn sân hận. Tâm sân hận có thể tha thứ đối với hàng tại gia chìm đắm trong ái dục và những người chẳng tu đạo, bởi họ không có cách nào kiềm chế bản thân.
Nhưng đối với hàng xuất gia tu đạo, là người không có sự tham muốn mà ôm lòng sân hận, thì quả thật là chẳng thể nào dung thứ. Ví như giữa đám mây mát mẻ mà thình lình nổi lên sấm sét, đây là điều không hợp lý. Này các bích xu, các ông hãy tự xoa đầu của mình để nhắc nhở rằng ta đã vứt bỏ trang sức tốt đẹp và khoác lên y phục thô xấu. Ta cầm theo bình bát là dùng đi khất thực để sinh sống. Các ông hãy tự thấy mình như vậy. Nếu các ông khởi tâm kiêu mạn thì phải nhanh diệt trừ nó. Bởi gia tăng kiêu mạn, hàng cư sĩ thế tục còn không nên, huống nữa là người đã xuất gia nhập đạo. Vì sự giải thoát, các ông phải tự hàng phục tâm của mình mà thực hành khất thực. Này các bích xu, lòng nịnh hót trái ngược với đạo, cho nên các ông phải làm cho tâm mình chính trực. Các ông phải biết rằng chỉ vì muốn dối gạt nên mới có sự nịnh hót. Người đã vào đạo thì thái độ này quyết không thể có. Vì vậy các ông phải có tâm ngay thẳng và hãy lấy chính trực làm bản thể. Này các bích xu, các ông phải biết rằng người nhiều tham muốn là do bởi họ tham cầu lợi ích, nên sự khổ não của họ cũng nhiều. Những ai ít tham muốn, vô cầu vô dục, họ tất sẽ không gặp hoạn nạn. Cho nên người tu hành cần phải trực tâm tu tập để giảm trừ tham muốn. Huống nữa thiểu dục còn có thể sinh các công đức. Nhưng ai ít tham muốn thì sẽ không nịnh hót để lấy lòng kẻ khác. Lại nữa, họ cũng không bị các căn dẫn dụ. Người thực hành thiểu dục có một tâm trạng rất bình thản và chẳng có điều gì để lo âu hay sợ hãi. Khi tiếp xúc với hoàn cảnh, họ không bao giờ chẳng vừa ý. Hễ nơi nào còn có ai ít tham muốn thì nơi đó sẽ có người đắc tịch diệt. Đây gọi là thiểu dục. Này các bích xu, nếu ai muốn thoát khỏi mọi khổ não thì họ phải quán sát biết đủ. Phương pháp biết đủ chính là nơi chốn của thịnh vượng, vui vẻ và an ổn. Người biết đủ dẫu có nằm trên đất thì họ vẫn an vui. Người không biết đủ dẫu có lên thiên đường thì họ cũng không ưng ý. Nhưng ai không biết đủ thì tuy phú quý nhưng đích thật là bần cùng. Nhưng ai biết đủ thì tuy bần cùng nhưng đích thật là phú quý. Người không biết đủ sẽ luôn bị năm dục dẫn dắt. Và khi người biết đủ nhìn vào thì xót thương cho họ lắm thay. Đây gọi là tri túc. Này các bích xu, nếu ai muốn cầu tịch tĩnh, vô vi an lạc thì họ phải nên lánh xa chỗ huyên náo và một mình ở nơi yên tĩnh. Người ở nơi tĩnh mịch tất sẽ được năng thiên đế và chư thiên đồng kính trọng. Cho nên các ông hãy rời bỏ nhóm của mình cùng những nhóm khác để sống ẩn dật một mình và tư duy về cách diệt trừ gốc của khổ. Nếu ai ưa thích nơi huyên náo, họ tất sẽ chịu sự khổ não của đám đông. Đây ví như cây cối to lớn và có nhiều chim bay tới đỗ, thì nó tất sẽ bị héo và gãy. Nhưng ai bị thế gian trói buộc và bị nó nhấn chìm trong khổ ách của quần chúng, thì cũng giống như con voi già bị lún trong bùn lầy mà nó không thể tự thoát ra. Đây gọi là viễn ly. Này các bích xu, nếu ai siêng năng tinh tấn thì không có việc gì là khó. Bởi vậy các ông phải nên siêng năng tinh tấn. Đây ví như có dòng nước nhỏ chảy xối vào một tảng đá, đến một thời gian lâu sau thì nó cũng có thể chảy xuyên thủng. Trái lại, nếu tâm của người tu hành mà luôn luôn lười biếng thì đó cũng như việc dùi lửa. Lửa còn chưa bốc cháy mà đã ngừng. Mặc dầu muốn có lửa nhưng thật khó mà có lửa được.
Đây gọi là tinh tấn. Này các bhikkhu su, cầu gặp thiện tri thức hoặc mong có được người hỗ trợ tốt thì vẫn không bằng có chính niệm. Nếu ai không mất chính niệm, các giặc phiền não sẽ không thể nào đột nhập. Bởi vậy các ông phải luôn nhiếp ý niệm ở tâm của mình. Nếu ai mất chính niệm, họ sẽ mất các công đức. Nếu niệm lực kiên cường, dẫu có vào trong giặc năm dục thì cũng không bị chúng làm hại. Ví như khi lâm trận mà mặc áo giáp thì sẽ không sợ hãi điều gì. Đây gọi là chính niệm. Này các bhikkhu su, nếu ai nhiếp tâm, tâm sẽ định. Do tâm đã định nên có thể biết tất cả pháp tướng sinh diệt của thế gian. Cho nên các ông phải luôn tinh tấn tu tập mọi thứ định. Nếu ai đắc định, tâm sẽ không tán loạn. Đây ví như chuyên gia dẫn thủy khéo, có thể đắp đê sửa bờ. Người tu hành thì cũng vậy, vì nước trí tuệ, họ khéo tu thiền định để khiến nó không dò gì. Đây gọi là thiền định. Này các bhikkhu su, nếu ai có trí tuệ, họ sẽ không tham lam hay chấp trước. Hãy luôn tự cảnh tỉnh và đừng khiến mình phạm lỗi. Như vậy các ông sẽ có thể được giải thoát ở trong pháp của ta. Nếu không như thế, ta chẳng biết gọi họ là gì nữa. Bởi không phải người tu đạo mà cũng không phải hàng cư sĩ. Người có trí tuệ chân thật thì mới có thể lái chiếc thuyền kiên cố mà vượt qua biển của sinh già bệnh chết. Trí tuệ thì cũng như ngọn đèn sáng thật lớn ở giữa chốn vô minh hắc ám, cũng như phương thuốc hay cho tất cả những ai mắc bệnh, và cũng như cái rìu bén để chặt cây phiền não. Cho nên các ông phải học tập tư duy và tu tuệ để tăng thêm sự lợi ích cho bản thân. Nếu ai có trí tuệ chiếu soi, dẫu chỉ với nhục nhãn, nhưng họ là người minh tâm kiến tính. Đây gọi là trí tuệ. Này các bhikkhu su, nếu ai bị cuốn hút vào các thứ hí luận thì tâm họ tất sẽ tán loạn. Dẫu có xuất gia đi nữa thì họ vẫn không được giải thoát. Cho nên các bhikkhu su phải cấp tốc xả bỏ cái tâm tán loạn cùng sự hí luận. Nếu các ông muốn được an lạc của tịch diệt thì chỉ cần khéo diệt trừ hí luận. Đây gọi là không hí luận. Này các bhikkhu su, vì để được tất cả công đức, các ông phải luôn nhất tâm. Hãy xả bỏ các sự buông lung và lánh xa chúng như oán tặc. Hết thảy các lợi ích cứu cánh, nay Như Lai với lòng đại bi đều đã giảng giải. Các ông chỉ cần tinh tấn thực hành. Ở bất kỳ nơi đâu, hoặc là ở trên núi, giữa thung lũng hoang vu, tại dưới gốc cây, hay ở trong tĩnh thất nơi vắng vẻ, thì cũng phải nhớ đến giáo pháp đã thọ và chớ để quên mất. Các ông phải luôn nỗ lực bản thân mà tinh tấn tu hành và chớ đợi đến lúc chết mới hối tiếc. Ta như một vị lương y, khéo biết bệnh cho thuốc. Bệnh nhân có chịu uống hay không là do chính họ, chứ không phải lỗi của thầy thuốc. Ta cũng như một vị chỉ đường giỏi, khéo chỉ đúng đường cho người hỏi. Nếu người hỏi đường nghe rồi mà không đi là do chính họ, chứ không phải lỗi của người chỉ đường. Nếu các ông còn có điều nghi vấn gì về bốn thánh đế thì hãy nhanh hỏi, chứ đừng ôm lòng hoài nghi và chẳng mong đoạn dứt. Lúc bấy giờ Thế Tôn đã nói ba lần như vậy mà không một ai thưa hỏi. Vì sao thế? Bởi đại chúng không có điều hoài nghi. Khi ấy Tôn giả Vô Diệt quan sát trong lòng của đại chúng rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, mặt trăng có thể nóng và mặt trời có thể lạnh,
Nhưng bốn thánh đế do Phật thuyết giảng thì không bao giờ sai khác. Khổ đế do Phật thuyết giảng đích thật là khổ và không thể nào là an vui. Tập chính là nhân của khổ, không còn có nhân nào khác. Nếu ai muốn diệt khổ, tức phải diệt nhân. Do bởi nhân đã diệt nên quả cũng diệt. Con đường để diệt khổ mới thật là đạo chân thật, và không có con đường nào khác. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị bích xu nơi đây đều tuyệt đối chẳng còn hoài nghi đối với bốn thánh đế. Những vị ở giữa đại chúng này mà chưa xong việc cần làm thì khi thấy Phật diệt độ, họ sẽ thương cảm. Những vị mới vào đạo mà nghe Phật thuyết giảng thì liền thầy được độ, ví như có sấm sét chớp sáng ở ban đêm, họ liền thấy được lối đi. Những vị mà việc cần làm đã xong và đã qua biển khổ thì chỉ nghĩ như vậy: ôi Đức Thế Tôn, sao vội diệt độ. Tuy tôn giả vô diệt đã nói những lời đó, nhưng toàn thể đại chúng đều đã liễu đạt hoàn toàn nghĩa lý của bốn thánh đế. Khi ấy Thế Tôn vì muốn khiến cho tâm của các đại chúng đều được kiên cố, nên với lòng đại bi, Ngài thuyết giảng thêm một lần nữa cho họ: này các bích xu, các ông chớ ưu sầu khổ não. Dẫu cho ta trụ thế đến một kiếp đi nữa thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Có hợp mà không tan thì quyết không thể được. Tất cả pháp để lợi mình lợi người, ta đều đã giảng dạy đầy đủ. Nếu ta trụ lâu hơn nữa thì cũng chẳng có ích lợi gì. Những ai có thể độ, dẫu ở trên trời hay chốn nhân gian, ta đều đã độ xong. Những ai chưa được độ thì họ cũng đều đã tạo nhân duyên để được độ. Từ nay về sau, các đệ tử của ta phải luôn liên tục tu hành, như thế pháp thân của Như Lai sẽ thường trụ bất diệt. Cho nên các ông phải biết rằng, hết thảy mọi việc trên thế gian đều vô thường, có hợp ắt có tan, thế nên chớ lưu luyến sầu muộn, bởi sự tướng của thế gian là như vậy. Nên các ông hãy chuyên cần tinh tấn và sớm cầu giải thoát. Hãy dùng ánh sáng của trí tuệ mà diệt trừ tối tăm của si mê. Thế gian thật là nguy hiểm, mỏng manh, không bền vững. Ta nay được diệt độ thì cũng như trừ đi ác bệnh. Cái thân này cần phải xả bỏ, bởi nó là vật của tội ác, giả tạm gọi là thân. Nó chìm đắm trong biển lớn của sinh già bệnh chết. Thế thì làm sao người có trí tuệ mà chẳng vui mừng khi diệt trừ nó như giết oán tặc? Này các bích xu, các ông phải luôn nhất tâm và siêng cầu con đường giải thoát. Tất cả pháp động và bất động của thế gian đều là tướng trạng của suy hoại và bất an. Này các bích xu, thôi dừng lại ở đây, ta không còn gì để nói thêm. Thời khắc đã đến và Như Lai muốn diệt độ. Đây là những lời dạy cuối cùng của ta. Kinh Di Giáo. Kinh Tương Lai Biến Đổi. Tôi nghe như vậy: một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với 500 vị đại bích xu và chư Bồ Tát. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo các bích xu: vào đời Vị Lai sẽ có những bích xu chẳng y pháp tu hành và bị một nhóm sự việc này nên khiến pháp chẳng được tăng trưởng, rồi sẽ hủy diệt. Một nhóm sự việc này là gì? Không chỉ giới cấm, không thể nhiếp tâm, không tu trí tuệ, buông lung tâm ý, chỉ cầu danh tiếng, không thuận giáo pháp, không chịu cần mẫn và mến mộ sự nghiệp tu đạo để vượt khỏi thế gian.
đây là một nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo Bích Xu, lại có hai nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là hai? Thứ nhất, không chỉ giới cấm, không nhiếp tâm ý, không tu trí tuệ, lấy vợ nuôi con, phóng túng tâm ý, kinh doanh buôn bán để kiếm sống. Thứ nhì, xa nhập bè đảng, ghét ai tôn kính pháp và muốn họ xa đọa, ưa nói lời nịnh hót tâng bốc, bên trong vi phạm tội ác nhưng bề ngoài tỏ ra thanh bạch. Đây là hai nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các Bích Xu, lại có ba nhóm sự việc sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là ba? Thứ nhất, không nhớ giữ giới, không thể nhiếp tâm, không tu trí tuệ. Thứ nhì, chẳng biết ngắt câu khi đọc văn tự, lấy phần trước bỏ ra sau, còn đoạn sau đẩy tới trước. Do đầu đuôi điên đảo như vậy nên không thể liễu giải nghĩa lý đó sẽ quy về đâu, thế nhưng còn tự cho mình là đúng. Thứ ba, chẳng những không nghe theo lời dạy của thiện tri thức, nhưng ngược lại còn ôm lòng sân hận và ganh ghét đố kỵ. Người biết nghĩa lý thì ít, phần đông chẳng thể phân biệt và chỉ hùa theo ý kẻ khác. Đây là ba nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các Bích Xu, lại có bốn nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là bốn? Thứ nhất, hoặc có Bích Xu ở vị lai, tuy đã xả bỏ gia nghiệp và trú nơi vắng vẻ, nhưng lại chẳng tu đạo nghiệp. Thứ nhì, khoái thích đến chỗ ồn ào của thế tục để nói chuyện, ham quần áo đẹp và ưa mặc pháp y sặc sỡ. Thứ ba, ra vẻ thông thái là nghe rộng nhìn xa lắm, tự cho đức độ cao vời và không ai có thể ngang bằng, dùng cái tạp chí vụn nát mà so sánh với ánh mặt trời mặt trăng. Thứ tư, không gìn giữ ba nghiệp, không tù nhiếp sáu căn, đi chung với đàn bà con gái và nói lời lãng mạn ướt át, ưa nói chuyện đôi lứa để động lòng người, khiến thanh tịnh biến thành ô trược, thân hành dâm loạn khiến chính pháp lụi tàn. Đây là bốn nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo Bích Xu, lại có năm nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là năm? Thứ nhất, hoặc có Bích Xu xưa vốn vì pháp mà xuất gia tu đạo, nhưng dần già thì vế bỏ lời dạy thâm sâu trong kinh, như là 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, phương quảng, huyền diệu thâm sâu của không tuệ, trí tuệ độ, quyền xảo phương tiện, không, vô tướng, vô nguyện, và cho đến lời dạy đúng lúc. Thứ nhì, hoặc có Bích Xu trái lại, đi học những câu văn hỗn tạp, nông cạn và kinh nhỏ. Do bởi hợp chung với thế tục, họ dung nạp văn chương cổ điển hoặc lời tuyên ngôn của vua chúa để làm đầu mối nhiễu loạn đạo pháp. Họ thích thú bàn luận mấy việc này và lý giải chuyện đời rất tài tình. Họ biết cách được lòng ai đó để khiến người vui vẻ, hầu gia tăng tiếng tăm cho họ. Thứ ba, háo hức sử dụng những ý tưởng của mấy học giả cạn cợt, còn bậc học giả uyên thâm thì chẳng cho là tốt đẹp. Thứ tư, trời rồng quỷ thần sẽ không cho đó là vui. Với cõi lòng buồn bã, họ sẽ than rằng đại pháp sắp diệt rồi, cho nên việc đó mới xảy ra như vậy. Bích Xu sẽ vứt bỏ giáo pháp vi diệu, trái lại họ tuyên dương những câu cáng lẫn lộn, thế nên chư thiên rơi lệ và nhanh chóng bỏ đi mà không bao giờ trở lại. Thứ năm, do chính pháp
dần dần rất hiếm thấy, nên không còn ai tinh tấn tu hành. Đây là năm nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo Bích Xu, sau khi ta diệt độ, sẽ có những điều tà quái và 15 nhóm sự việc rối loạn như vậy nên khiến pháp hủy diệt. Thật đau xót lắm thay. Nếu có Bích Xu nào tha thiết học đạo thì nên vứt bỏ những trang sức xa hoa và đừng cầu danh vọng. Với lòng thành thật chất pháp mà tuyên dương chính kinh, khi giảng giải kinh điển của Phật và diệu pháp thâm sâu thì chớ dùng ngôn từ rườm rà. Hãy y theo lời dạy trong kinh và chớ rời bỏ chính văn. Đối với những từ đặc biệt và lặp lại thì đừng để mất dụng ý của Phật. Khi được y phục thô xấu thì đừng chán ghét. Khi được ẩm thực thơm ngon thì cũng chớ vui mừng. Ngon hay dở, hoặc đẹp hay xấu thì cũng chớ vui hay ghét, mà hãy nên tùy duyên theo tâm ý của thí chủ. Hãy thu nhiếp thân ngữ ý, gìn giữ các căn và đừng vi phạm lời Phật dạy. Hãy luôn nhớ mạng sống này rất ngắn ngủi, thoáng chốc thì liền trôi qua. Nó mơ hồ như mộng, khi tỉnh giấc thì chẳng biết nó đã đi về xứ nào. Những khổ nạn ở ba đường ác thì không thể nào kể xiết. Hãy tinh tấn tu học Phật Pháp như đang cứu lửa trên đầu mình. Năm giới, 10 nghiệp lành, 6 độ, 4 vô lượng tâm, 4 trọng ân, trí tuệ và phương tiện, hãy đều nên tinh tấn hành trì tất cả. Mặc dầu có thể không gặp Phật tại thế, nhưng việc xuất gia học đạo sẽ không bao giờ uổng phí. Hãy giữ tâm bình đẳng và tử mẫn thương xót đối với tất cả. Khi Phật đã giảng dạy như thế, các vị Bích Xu vừa buồn vừa vui. Sau đó, mỗi vị đến ở trước Phật hành lễ, rồi cáo lui. Kinh Tương Lai Biến Đổi. Kinh Pháp Diệt Tận. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại thành Thượng Mao, Đức Như Lai trong 3 tháng nữa sẽ vào cứu cánh tịch diệt. Lúc đó các vị Bích Xu, chư Bồ Tát cùng vô số chúng sinh đến chỗ của Phật và họ cúi đầu đỉnh lễ sát đất. Đức Thế Tôn tĩnh lặng, Ngài không nói một lời, ánh hào quang cũng không hiện. Bấy giờ hiền giả khánh hỷ đỉnh lễ và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, từ trước đến nay, bất kỳ lúc nào Thế Tôn thuyết pháp cũng đều có vầng hào quang uy nghi tự nhiên xuất hiện. Nhưng nay trong đại chúng, ánh hào quang ấy không hiển hiện nữa. Chắc hẳn đây phải là do nhân duyên gì? Chúng con mong muốn được nghe nghĩa ý. Đức Phật vẫn lặng yên không trả lời. Như thế cho đến khi thỉnh cầu đến 3 lần, lúc ấy Đức Phật mới bảo Ngài khánh hỷ: Sau khi ta vào tịch diệt, lúc pháp bắt đầu diệt mất ở trong đời ác 5 trược, tà ma sẽ rất hưng thịnh, ma quỷ sẽ giả làm đạo nhân để phá hoại đạo của ta. Chúng mặc quần áo của người thế tục, ưa thích y phục 5 màu, mặc pháp y sặc sỡ. Chúng uống rượu ăn thịt, giết hại chúng sinh, tham đắm mùi vị, không có lòng từ bi và còn sân hận đố kỵ. Lúc bấy giờ sẽ có các vị ứng chân, độc giác và Bồ Tát. Họ tinh tấn tu đức và tôn kính hết thảy. Các ngài lấy nhân ái làm tông hướng, giáo hóa bình đẳng, thương mến người nghèo, lo lắng người già yếu và giúp kẻ khốn cùng.
họ luôn khuyên bảo mọi người hộ trì kinh tượng. Với tấm lòng hiền lành, các ngài làm mọi công đức, không làm hại người khác, luôn hy sinh giúp đỡ, không tự lợi, nhẫn nhục và hòa nhã. Nếu có những vị như thế, thì chúng ác ma bích xu đều sinh lòng ganh ghét, phỉ báng bôi nhọ, xua đuổi trục xuất. Sau đó, do những ác ma này không tu đạo lập đức, nên chùa tháp bỏ hoang vắng, không người sửa sang, rồi sẽ bị hủy hoại. Chúng chỉ tham lam cất giữ tiền tài, không chịu phân phát và không sử dụng vào việc để tạo phúc đức. Chúng sẽ mua bán nô tỳ để trồng trọt, đốt rừng và giết hại chúng sinh. Một chút lòng từ cũng chẳng có. Sau đó những nam nô sẽ thành bích xu, những nữ tỳ sẽ thành bích xu ni. Chúng không có đức hạnh, dâm loạn ô uế, nam nữ không cách biệt. Chính những kẻ này sẽ làm đạo suy yếu và phai mờ đi. Hoặc có kẻ chạy trốn luật pháp, chúng sẽ nương dựa vào đạo của ta và xin làm đạo nhân, nhưng không tu giới luật. Giữa tháng và cuối tháng tuy có tụng giới, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do vì chán ghét và lười biếng, nên chẳng còn muốn nghe nữa. Chúng không muốn tụng toàn bộ chính văn, mà chỉ tóm lược phần đầu và đoạn cuối. Chẳng bao lâu, việc học kinh với tụng niệm cũng sẽ chấm dứt. Dẫu cho còn có người đọc tụng, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của câu văn, rồi miễn cưỡng cho đó là đúng. Lại không hỏi các bậc minh sư kiêu căng ngã mạn, cầu danh cầu lợi và làm ra vẻ tao nhã vẻ vang để mong được người cúng dường. Khi chúng ma tăng này mạng chung, thần thức của những kẻ ấy liền đọa địa ngục vô gián. Bởi đã phạm năm tội ngỗ nghịch, nên chúng sẽ trải qua hằng hà sa kiếp để sinh làm ngạ quỷ và bàng sinh. Khi tội báo đã hết, lại sinh ra ở vùng biên địa, nơi không có tam bảo. Khi pháp sắp bị diệt, người nữ sẽ trở nên tinh tấn, họ luôn làm các việc công đức. Ngược lại thì người nam lười biếng và không còn giảng pháp nữa. Những vị đạo nhân sẽ bị xem như phân như đất và chẳng còn ai tin tưởng nơi các ngài. Khi pháp sắp bị mất, chư thiên khóc lóc, lũ lụt và hạn hán thất thường, ngũ cốc sẽ không còn chín, bệnh dịch lây lan và giết đi vô số sinh mạng. Dân chúng lầm than, còn quan chức mưu toan tính lợi, ai nấy đều không thuận theo đạo lý, ưa thích nhiễu loạn, kẻ xấu ác gia tăng nhiều như cát trong biển. Người thiện rất hiếm hoi, hầu như chỉ được một hoặc hai người. Do kiếp sắp tận, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn, thọ mạng của loài người lại giảm, 40 tuổi thì đầu bạc. Do người nam dâm dục quá độ, tinh dịch cạn kiệt nên phải chết sớm, họ chỉ sống đến 60 tuổi. Trong khi tuổi thọ của người nam giảm, thì tuổi thọ của nữ gia tăng lên đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi. Lúc bấy giờ, nước lớn sẽ hốt nhiên khởi lên và kéo dài đến vô hạn kỳ. Nhưng người đời không tin mà lại xem là việc bình thường. Các loại chúng sinh hỗn tạp, không phân sang hèn quý tiện, chết đuối, chìm đắm nổi trôi và bị cá rùa ăn nuốt. Khi ấy các vị ứng chân, độc giác và Bồ Tát sẽ bị chúng ma xua đuổi, trục xuất và không còn tham dự trong chúng hội nữa. Giáo pháp của Ba Thừa sẽ lánh vào nơi núi rừng phúc đức. Trong yên tĩnh, họ sẽ tìm được sự an vui, tuổi thọ thêm lâu dài. Bấy giờ chư thiên sẽ hộ vệ cho đồng tử nguyệt quang xuất thế. Các ngài lại gặp nhau và cùng chấn hưng đạo của ta. Nhưng 52 năm sau đó,
kinh Đại Phật Đỉnh Cứu Cánh Kiên Cố và kinh Phật Lập Chính Định sẽ bị sửa đổi trước tiên, rồi sau đó diệt mất. 12 bộ kinh cũng từ từ biến mất và không bao giờ còn xuất hiện, văn tự cũng không còn thấy nữa. Pháp y của đạo nhân sẽ tự nhiên biến thành màu trắng. Khi pháp của ta sắp diệt, nó sẽ như ngọn đèn dầu bừng sáng lên trong chốc lát rồi tắt mất. Khi pháp của ta đã diệt thì nó cũng như ngọn đèn đã tắt. Từ đó về sau, thật khó mà nói chắc điều gì sẽ xảy ra. Và như thế, cho đến 10 triệu năm sau, lúc Từ Thị Bồ Tát sắp hạ sinh ở thế gian để làm Phật, thiên hạ sẽ thái bình, độc khí tiêu trừ, mưa thấm nhuần điều hòa, ngũ cốc tươi tốt, cây cối to lớn, loài người sẽ cao đến 8 trượng và sống đến 84.000 tuổi. Chúng sinh được độ thoát nhiều không thể tính đếm kể. Lúc bấy giờ, hiền giả Khánh Hỷ đỉnh lễ và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì và chúng con phụng trì như thế nào? Đức Phật bảo: Này Khánh Hỷ, kinh này tên là Pháp Diệt Tận, hãy lưu truyền rộng rãi, công đức có được sẽ nhiều vô lượng không thể tính kể. Khi bốn chúng đệ tử nghe kinh này xong, lòng buồn bã và thương xót thảm thiết, tất cả đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Sau đó họ đỉnh lễ Đức Phật rồi cáo lui.